Có thể nói căn bệnh xương khớp hiện nay đang là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người cao tuổi khi những cơn đau hành hạ liên tục và gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà, nguyên nhân thật sự gây bệnh xương khớp là xuất phát từ sự thoái hóa các sụn khớp, khiến các sụn khớp không giữ được độ trơn láng, dịch khớp không còn hoạt động tốt để trơn tru trong các cử động nữa. Do vậy, để ngăn ngừa và chữa trị bệnh xương khớp, thì từ xa xưa trong y học cổ truyền, ông cha ta đã tìm ra những loại thực phẩm phổ biến nhưng lại được coi là thần dược giúp bôi trơn xương khớp. Trong video này, sẽ chia sẻ đến các bạn những bài thuốc trị bệnh đau xương khớp rất đơn giản và hiệu quả từ hai loại thực phẩm là lá lốt và đậu bắp. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cách làm ngay sau đây. Theo bác sĩ Phạm Thị Hậu, bác sĩ y học cổ truyền, chuyên gia cố vấn thông tin y khoa của Việt Nam, bệnh đau xương khớp hành hạ bệnh nhân bằng những cơn đau âm ỉ, dai dẳng và biến chuyển dần từ những cơn đau cấp tính thành mãn tính. Hiện nay, cách điều trị phổ biến nhất cho căn bệnh này là sử dụng các loại thuốc Tây do có tác dụng giảm đau, chống viêm nhanh. Tuy nhiên, các loại thuốc viêm khớp này chỉ có tác dụng cắt triệu chứng mà chưa tác động tới căn nguyên gây bệnh. Bên cạnh đó, việc tùy tiện sử dụng thuốc có thể ảnh hưởng tới chức năng gan, thận, hệ tiêu hóa. Chính vì vậy, bác sĩ Hậu cho biết, đã có rất nhiều bệnh nhân đã tìm hiểu, sử dụng các loại cây thuốc nam để điều trị bệnh xương khớp và nhận được hiệu quả rất tích cực. Từ những bệnh đau xương khớp âm ỉ, cấp tính đến những bệnh mãn tính mà nhiều loại thuốc Tây không hiệu quả, thì thuốc nam lại chữa khỏi. Theo bác sĩ, có hai loại thực phẩm được coi là bài thuốc quý trong việc điều trị bệnh xương khớp. 1. Đầu tiên có thể kể đến chính là lá lốt. Lá lốt là loại rau rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Ngoài dùng để ăn sống như các loại rau thơm, dùng làm gia vị khi nấu canh hay chế biến các món ăn, thì lá lốt còn là vị thuốc nam có đặc tính vô cùng tốt. Theo kết quả nghiên cứu hiện đại, lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau khớp. Còn trong y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có công dụng ôn trung, làm ấm bụng, tán hàn, trừ lạnh, hạ khí, đưa khí đi xuống và chỉ thống, giảm đau. Chính vì vậy, lá lốt thường được dùng để chữa các chứng đau nhức xương khớp khi trời lạnh, chứng ra nhiều mồ hôi ở tay chân, mụn nhọt, lâu liền miệng. Đặc biệt là các bệnh gây viêm khớp vì tính kháng khuẩn của loại rau này. Theo bác sĩ Phạm Thị Hậu, có 5 bài thuốc thông dụng và hiệu quả nhất để trị đau xương khớp bằng lá lốt. Thứ nhất là dùng lá lốt chườm đắp. Đây chính là cách chữa viêm khớp bằng lá lốt đơn giản và đang được áp dụng phổ biến nhất. Bạn cần chuẩn bị 20-25g lá lốt tươi và vài hạt muối biển. Sau khi rửa sạch lá lốt thì giã nát cùng muối ăn. Cho hỗn hợp này vào chảo xào nóng, bọc trong một túi mỏng chườm vào khu vực bị bệnh sẽ giúp bạn xoa dịu cơn đau nhức nhanh chóng, đồng thời giảm đau, giảm sưng viêm tại khớp. Phương pháp chế biến lá lốt thứ hai để điều trị bệnh xương khớp là đun nước lá lốt. Bạn chỉ cần lấy 5-10g lá lốt phơi khô, khoảng 15-30g lá tươi, sắc cùng 2 bát nước cho đến khi cạn, còn 1/2 bát và uống ngay trong ngày. Bạn nên uống khi thuốc còn ấm và uống sau bữa ăn tối. Hãy kiên trì dùng trong 7-10 ngày để thấy hiệu quả được rõ rệt. Ngoài ra, lá lốt còn có thể sắc cùng các vị thuốc như rễ các cây bưởi bung, vòi voi, cỏ xước, sơn thục, huyết gai để điều trị các bệnh xương khớp. Tuy nhiên, với những bài thuốc phức tạp hơn, quý vị và các bạn nên tìm đến các bác sĩ y học cổ truyền để được tư vấn cũng như kê thang chính xác nhất. Thứ ba, bạn có thể dùng lá lốt ngâm chân. Liệu pháp ngâm chân bằng nước lá lốt sẽ mang đến rất nhiều tác dụng cho sức khỏe như hỗ trợ điều trị viêm khớp, phong thấp, trị tê bì, da mồ hôi ở tay chân, kích thích lưu thông tuần hoàn máu, giảm đau nhức do trời lạnh, tuổi già hoặc do các bệnh lý cơ xương khớp gây ra. Lá lốt bạn lựa chọn cây hơi già một chút, dùng cả cây và phần rễ trên mặt đất,
Sau đó, đem cả cây rửa sạch để ráo. Chặt nhỏ từ 5 đến 10 cm. Cho 100 g vào 1 lít nước nấu sôi khoảng 15 phút. Để ấm, cho chân vào ngâm tới khi nước nguội mới thôi, ngâm khoảng 30 phút. Mỗi ngày làm một lần liên tục 5 đến 7 ngày, bạn sẽ nhận thấy những cơn đau xương khớp giảm thiểu đáng kể. Cuối cùng, bạn có thể dùng cây lá lốt ngâm rượu. Đây cũng là một trong những cách được rất nhiều người ưa dùng. Cách làm này vừa đơn giản, vừa phát huy tối đa được công dụng của lá lốt và kết hợp với tính nóng của rượu, nên hiệu quả điều trị chứng đau xương khớp là điều không cần bàn cãi. Dùng 200 g rễ và thân cây lá lốt rửa sạch. Cắt khúc khoảng 2 cm, ngâm trong 1,5 lít rượu trắng ít nhất 1 tháng. Để giảm đau nhức xương khớp, viêm khớp, bạn lấy rượu xoa trực tiếp vào khu vực bị bệnh. Song song đó, kết hợp massage, xoa bóp nhẹ nhàng để rượu thuốc mau ngấm. Quý vị và các bạn xoa bóp rượu thuốc một ngày 2 đến 3 lần để thấy được hiệu quả nhanh nhất. Nhưng cần lưu ý, không nên thoa rượu lá lốt ở vùng da mỏng, nhạy cảm hoặc có vết thương hở. Trong quá trình chữa đau nhức xương khớp bằng lá lốt ngâm rượu, nếu bạn thấy da có hiện tượng kích ứng, nóng đỏ, nổi mẩn ngứa, mề đay thì rất có thể bạn đang bị dị ứng. Hãy ngừng thoa rượu ngay và lấy nước rửa lại cho sạch. Bên cạnh những lưu ý khi sử dụng 5 bài thuốc chúng tôi đã chia sẻ trên, quý vị và các bạn cũng cần lưu ý rằng lá lốt thuộc tính ấm nên cần dùng với liều lượng vừa phải, cần thiết. Nếu không, nó từ bổ sẽ trở thành độc cho cơ thể chúng ta. Sử dụng quá nhiều lá lốt dẫn đến bị nhiệt người, nóng người, táo bón, biểu hiện là môi lưỡi khô, khát nước bất thường, lợi hàm sưng đỏ. Lá lốt cũng có thể làm ảnh hưởng đến dạ dày, đường ruột. Nếu ăn lá lốt sống trong nhiều ngày liên tiếp sẽ khiến cho dạ dày bị nóng. Chính vì vậy, không nên sử dụng những bài thuốc đường uống cho những đối tượng bị đau dạ dày, táo bón. Bên cạnh những cách trên, thì lá lốt chúng ta có thể chế biến ra rất nhiều món ăn ngon tốt cho người bị đau nhức xương khớp, như canh lá lốt nấu thịt heo, bò cuốn lá lốt, chả lươn cuốn lá lốt. Khi ăn lá lốt, cần lưu ý mỗi ngày không nên ăn quá 100 g lá lốt. Nếu ăn quá nhiều, bạn sẽ có nguy cơ bị táo bón, nhiệt miệng, buồn nôn, nôn ói, choáng váng và nhiều tác dụng phụ khác. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài lá lốt thì còn loại thực phẩm nào hỗ trợ hiệu quả trong việc điều trị bệnh xương khớp? Câu trả lời chính là một thực phẩm rất quen thuộc trong món ăn hàng ngày, đó là đậu bắp. Nhiều nhà khoa học đã phát hiện ra chất nhầy trong đậu bắp là một chất bôi trơn kỳ diệu cho xương khớp. Cùng Sống Khỏe, Sống Tốt tìm hiểu ngay những phương pháp chữa bệnh xương khớp hiệu quả bằng đậu bắp nhé! Đậu bắp có tác dụng chữa bệnh khớp là vì trong nó có chứa một lượng lớn canxi, các chất xơ, axit folic và các loại vitamin như vitamin A, C và K, hỗ trợ giúp xương chắc khỏe, làm chuyển biến tích cực tình trạng đau khớp ở nhiều bệnh nhân hiện nay. Các bác sĩ khuyên rằng bạn nên uống nước đậu bắp theo công thức sau để đạt được hiệu quả cải thiện cũng như bảo vệ xương khớp. Thậm chí những người khỏe mạnh cũng nên uống nước đậu bắp mỗi tuần mỗi lần để giúp thanh lọc cơ thể. Bước 1. Chọn những trái đậu bắp tươi non, sau đó đem ngâm với nước muối rồi rửa sạch. Dùng dao thái cắt bỏ phần đầu và đuôi của mỗi trái. Khi sử dụng quả đậu bắp chữa bệnh khớp, bạn cần chú ý chọn mua những quả đậu bắp vừa phải, không bị sâu hại hoặc hư hỏng, không bị thâm cuống, bề mặt quả mịn màng với màu xanh thẫm. Bước 2. Cắt đậu bắp thành từng lát mỏng, giúp đậu bắp tiết ra nhiều chất nhầy hơn. Bước 3. Cho đậu bắp vào ly nước hoặc bình thủy tinh, rồi cho nước sôi vào. Khi nước đã có độ ấm vừa phải là có thể chắt nước ra để dùng. Sử dụng liên tục hàng ngày trong 2 đến 3 tháng, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy tình trạng xương khớp thay đổi rõ rệt. Việc dùng đậu bắp chữa bệnh khớp cũng giống như các biện pháp chữa bệnh dân gian khác, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì sử dụng trong một thời gian dài mới mang lại hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất. Bên cạnh đó,
cần sử dụng phương pháp này kết hợp với điều trị Tây y theo chỉ định của bác sĩ bạn nhé. Sử dụng đậu bắp chữa bệnh xương khớp, quý vị và các bạn cũng cần chú ý vì trong quả đậu bắp có chứa rất nhiều chất nhầy và chất xơ, nên bạn cần phải tránh dùng cùng lúc với bất kỳ các loại thuốc khác để tránh tình trạng ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Có thể ăn hoặc uống nước quả đậu bắp trước hoặc sau khi uống thuốc 30 phút. Nếu bạn sử dụng nước quả đậu bắp với hàm lượng nhiều thì tốt nhất nên dùng sau khi uống các loại thuốc khác, ít nhất là 1 đến 2 giờ, để cho thuốc có đủ thời gian ngấm vào cơ thể. Đậu bắp có tính mát nên cũng không phù hợp với những người hay bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy. Khi sử dụng đậu bắp để chế biến món ăn, bạn không nên nấu quá chín và nấu ở nhiệt độ vừa phải để có thể bảo toàn được dưỡng chất trong thực phẩm này. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những bài thuốc chúng tôi đã chia sẻ để hỗ trợ cho việc điều trị các bệnh xương khớp, quý vị cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân bằng và đa dạng, cùng kết hợp với việc tập luyện, duy trì một lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, những bài thuốc nam chỉ phát huy được tác dụng khi bạn kiên trì, cũng như không quên kết hợp với những phương pháp điều trị Tây y theo hướng dẫn của bác sĩ. Thông tin Sống Khỏe Sống Tốt đã mang đến, căn bệnh xương khớp sẽ không còn là nỗi ám ảnh của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sắp tới.